nâng cấp dây chuyền của tôi rồi đem bán lấy tiền tiêu xài đúng không? Mà cũng lạ ha, không biết chỗ nào mà chịu nhận người có tiền án tiền sự như anh vô làm. Vậy thì anh sẽ đi khỏi căn nhà này, anh sẽ không làm phiền em với mẹ nữa. Con không có đi đâu hết đó. Không, bữa hôm nay á, con trai của mẹ chỉ việc ngồi đó rồi ăn nhiều thiệt nhiều cho mẹ là mẹ vui rồi. Nè, cái món canh này là con thích nhất nè, phải không? Dạ. Đó, thử thử coi. Thôi mà mẹ. Cái gì? Con thấy bé Mai á, từ lúc mà bữa giờ con về thấy nó cứ xa lắm, còn sao đâu á. Con suy nghĩ lung tung vậy chi cho nhức đầu. Không phải đâu, em con nó đi làm công chuyện lu bu quá đó nên nó vậy thôi. Con cứ ăn đi, chút xíu nữa đó nó xuống rồi nó ăn cơm nó đi làm giờ đó. Dạ. Ăn đi con. Mẹ con đi làm. Mai, mẹ để chén rồi nè, con ăn cơm đi rồi hả đi. Mẹ nấu mấy món của người ta thích chứ có nấu món con thích đâu, con nuốt không có trôi. Cái món thịt kho này con thích lắm luôn mà con nói sao vậy? Chứ con nói gì kỳ vậy? Anh hai của con chứ người ta người ngô nào ở đây? Từ hôm anh con về tới giờ á, gia đình mình chưa có bao giờ ngồi đông đủ ba người để ăn cơm chung với nhau. Con ăn cơm đi rồi hả đi? Ăn cơm chung hả? Chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu mẹ. Từ khi ảnh đi tù á, con đã xem ảnh không còn là anh hai của con rồi. Và mẹ cũng phải nên nhớ, mẹ chỉ có một đứa con gái duy nhất là con thôi. Mai! Mai! Thôi, ăn đi con. Tại vì nó ở nhà với mẹ có mình à, nó hay nũng nịu nhõng nhẽo vậy thôi. Nó chưa quen có con đó. Vài bữa rồi nó quen à. Ăn đi con, đừng có suy nghĩ nữa. Nè, thịt kho này con thích nè. Mấy món này con thích lắm đó. Dạ. Ngon phải không? Ngon. Ăn rau nữa nè con cho nó mát. Cười cái coi, ăn ngon lành coi. Thôi mẹ, con ngày mai con đi làm nha. Con đi làm cái gì? Ông chú Bảy kế bên nhà nè, ổng thấy con mới về không có việc làm á, ổng kêu con qua chở hàng ông cho ổng. Nhưng mà con mới về rồi đường xá con chưa có quen, sao mà con đi được? Trời, mẹ coi thường con trai mẹ quá. Đường trong cái miệng nè, đi đâu không biết hỏi ta, ta chỉ hết à, người Sài Gòn mà chứ đâu phải ai. Con mẹ giỏi quá nè, ăn nhiều đi. Ăn nhiều chút xíu để ngày mai đi làm nha. Dạ. Mệt không con? Dạ bình thường mà. Bữa nay ngày đầu tiên đi làm chắc mệt lắm, phải không? Dạ không sao, nào giờ chịu cực quen nè. Không sao gì coi à, mồ hôi mồ kê tùm lum hết trơn á. Con ngồi đây để mẹ lấy nước cho con uống dạ. Nha. Con uống miếng nước đi cho nó mát. Mơ mà. Mồ quá. Về rồi hả con? Mẹ. Ủa? Cơm nước gì chưa? Con đói bụng rồi đó. Ờ, mẹ quên. Để mẹ vô làm liền. Anh con á, bữa nay ngày đầu tiên nó đi làm. Chỗ làm nó cũng gần đây nên mẹ chạy qua đó. Mẹ quên luôn. Thôi để mẹ vô mẹ nấu cơm cho nhanh lắm. Thôi khỏi đi mẹ, không no rồi. Mẹ coi đó, anh già rồi mà suốt mẹ cứ đi đón hoài á. Ảnh mới vừa về tới nhà mẹ tiếu tới mẹ chăm ảnh à. Ủa, ảnh á, lo cho mẹ được ngày nào chưa? Đi tù về mà làm như đi dinh quy bái tổ không bằng. Con im đi. Con biết cái gì hả? Thôi giờ con nói thẳng luôn. Mẹ, suốt ngày á mẹ chỉ biết có con trai của mẹ thôi à. Còn con nè. Ủa, hồi đó giờ con là người ở bên cạnh mẹ chăm sóc lo lắng cho mẹ mà. Mẹ coi như con không có xuất hiện trong cái nhà này vậy đó. Thôi đủ rồi nha. Út, anh biết á, cái thời gian mà anh ở tù, em ở nhà em lo cho mẹ. Anh biết em vất vả. Nhưng mà bây giờ á, em không được nói chuyện với mẹ như vậy, hiểu chưa? Tôi nói chuyện với mẹ sao á thì kệ tôi.
dạy tôi. Anh coi đó, dù sao tôi cũng là một đứa thành đạt. Tôi đi làm tôi kiếm tiền tôi lo cho mẹ đầy đủ hết mà. Còn anh á, từ khi anh về căn nhà này tai tiếng đủ đều hết á. Anh coi đi, tôi có dám tôi ngước mặt lên tôi nhìn đời không hả? Không có một thằng con trai nào chịu quen tôi khi mà biết tôi có một người anh tông chết người rồi bỏ trốn. Anh nghe cho rõ đó. Mai, con không có biết cái gì thì con im đi. Con có biết là anh con đã... Thôi đủ rồi mẹ ơi. Mai. Mẹ. Mai. Mẹ, mẹ, bỏ đi. Nó còn nhỏ quá, nó không biết gì đâu. Không. Mẹ ngồi xuống nghỉ đi. Mẹ xin lỗi con. Tất cả là lỗi tại mẹ. Thôi, chuyện qua chuyện lâu lắm rồi. Nó không biết tốt hơn. Con á, con bây giờ con sẽ đi làm. Con sẽ lo cho mẹ với Út nha. Bây giờ mẹ vô nghỉ đi. Con ngồi ở đây xíu, uống nước xíu khỏe à. Mẹ tin con mà. Mẹ biết con là đứa con hiếu thảo nhất của mẹ, đứa con ngoan nhất, đứa con lo lắng cho gia đình nhiều nhất. Hôm nay con trai của mẹ sẽ cho mẹ thưởng thức tài nấu ăn của con. Đó. Thôi, bữa nay mẹ không ăn cũng no rồi. Mẹ được mặc bộ đồ đẹp của con mua là mẹ mãn nguyện lắm rồi. Ủa, tiền đâu mua đồ cho mẹ vậy? Hay là... Hay là cái gì? Thì tiền lương tháng đầu của anh con nó mới lãnh ra là nó mua cho mẹ bộ đồ đẹp nè. Rồi nó còn mua thức ăn ngon cho ba mẹ con mình ăn nữa đó. Con ngồi xuống đây ăn chung luôn đi. Thôi. Em, anh có mua thêm bộ cho em nữa. Xíu ăn xong đi anh đem cho em. Quý hóa quá, khỏi cần. Mà cũng lạ ha. Không biết chỗ nào mà chịu nhận người có tiền án tiền sự như anh vô làm. Chết. Ủa, Mai bị gì mà? Ờ, chắc là nó thấy nghe con mua cho nó bộ đồ á, nó mừng đó. Thôi, hai mẹ con mình ăn đi con. Mời cơm con mày. Tôi sẽ tống khứ anh ra khỏi căn nhà này. Anh lấy không? Anh nói gì? Anh lấy gì? Anh lừa được mẹ, chứ đừng hòng lừa tôi. Anh ăn cắp dây chuyền của tôi, rồi đem bán lấy tiền tiêu xài đúng không? Nè Út, anh nói cho em nghe nha. Em có thể nói anh là cái thằng đụng xe gây người ta chết người. Ok. Em có thể chửi anh là thằng bất hiếu, là anh đi tù, anh không lo được gì cho mẹ. Nhưng mà anh không bao giờ đi ăn trộm ăn cắp, làm mấy cái chuyện trái lương tâm. Hơn nữa anh không bao giờ làm hại người thân của mình, em hiểu chưa? Nói hay quá. Mẹ thấy chưa? Ngày nào mà còn chứa ở trong nhà này đó thì căn nhà này luôn luôn có chuyện à. Hôm nay ăn cắp giặt, vài ngày nữa giết luôn mẹ với con, chiếm luôn ngôi nhà này cho mẹ coi. Con im đi. Con nói quá đáng lắm rồi đó. Anh con nó nói không lấy là không lấy. Mẹ biết tính nó. Con mẹ sinh ra mà biết mà. Con coi á, từ từ kiếm lại đi. Không có ai lấy của con đâu. Mẹ. Út à, anh nói là anh không có lấy. Alo. Anh hả? Anh sắp tới chưa? Em nấu cho anh nhiều món ngon lắm nè, qua lại đi. Cái này xin lỗi em, lẽ ra anh phải nói sớm với em. Anh trai của em về phải không? À, dạ, ảnh về rồi. Ba mẹ anh nói nhà em như vậy không có được, nên mình chia tay nha.
anh không qua nhà của em nữa đâu. Hôm nay em cũng khỏi cần qua nhà của anh nữa. Vậy nha, xin lỗi em. Anh Mai, Ủa Mai em bị gì vậy? Anh đừng có chạy vô người của tôi. Em sao vậy? Mai, tại sao lúc nào con cũng ác cảm, con cũng khó chịu với anh con như vậy hả? Con đừng có như vậy nữa được không? Được, trừ khi anh biến khỏi căn nhà này cho con. Mẹ không chấp nhận. Sao suốt ngày mẹ cứ đi mẹ bênh vực một kẻ tù tội vậy mẹ? Còn con gái ngoan của mẹ nè, mẹ cứ ra mắng con hoài à. Anh Dũng, người yêu đầu đời của con, ảnh bỏ rơi con là vì con có một người anh tông chết người rồi ở tù. Rồi bây giờ, người bạn trai của con mà con muốn ở bên cạnh suốt cả cuộc đời cũng bỏ rơi con rồi mẹ. Tất cả là tại vì ảnh đó. Bây giờ mẹ muốn con gái của mẹ phải sống như thế nào nữa? Còn anh nữa, anh muốn em gái của anh phải chịu khổ đến bao giờ? Khi nào anh mới giật lại, khi nào anh muốn mới buông tha cho tôi? Anh nói đi. Thôi được rồi. Vậy thì anh sẽ đi khỏi căn nhà này, anh sẽ không làm phiền em với mẹ nữa. Con không có đi đâu hết đó, con thiệt thòi nhiều lắm rồi, mẹ không có để con đi đâu nữa hết. Còn con nữa, con có biết anh hai con hy sinh như thế nào cho con không? Hy sinh? Mẹ đừng nói. Anh im đi. Anh mà biết hy sinh cái gì cho tôi? Lúc nào cũng chỉ có ảnh mới chịu khổ thôi. Còn con không biết khổ hả mẹ? Con khổ hả? Phải khi năm đó con đừng có cùng với thằng Dũng đi sinh nhật, nhậu nhẹt say sưa, phóng xe như bay trên đường, rồi gây ra tai nạn, thì anh của con đâu phải ở tù. Bây giờ mẹ còn bịa chuyện ra để mẹ binh ảnh hả? Sau khi tai nạn xảy ra, con thì bị hôn mê, còn bên nạn nhân, người ta chết tại chỗ. Mẹ và anh hai con đã tìm tới nhà để gặp thằng Dũng. Tất cả mọi tội lỗi nó đều trút lên đầu con hết. Nó nói con là người cầm lái. Cũng may á, có người nhìn thấy. Người cầm lái là thanh niên, nhưng mà người ta không nhìn rõ mặt. Rồi bên gia đình thằng Dũng mới điều đình với anh hai con, nhận tội giùm cho nó. Sau đó họ trả cho anh hai con một số tiền xứng đáng để đi tù cho nó. Mẹ thì đau yếu, con thì nằm một chỗ không biết bao giờ mới tỉnh, nên đã nhận tội thay cho nó để lấy số tiền lo trang trải chữa bệnh cho mẹ và lo cho việc học hành của con. Sau khi con tỉnh lại thì con đã mất một phần trí nhớ. Anh hai con cũng đã bàn với mẹ không kể chuyện này cho con biết, sợ ảnh hưởng chuyện học hành của con. Nếu như mà con không tin thì con cứ đi tìm thằng Dũng để hỏi cho ra sự thật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thôi ngoan, đừng khóc nữa. Gia đình mãi là gia đình mà. Anh ơi, gia đình mình làm lại nha. Anh ở nhà nha. Em xin lỗi mẹ, con xin lỗi mẹ. Em xin lỗi anh ơi. Rồi anh biết rồi. Cả nhà giúp anh làm lại từ đầu nha. Ngoan, đừng khóc nữa. Hello các bạn, cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi hết clip này. Hôm nay mình rất là thích một cái nhân vật, đó là nhân vật anh hai của một cô gái muốn lấy chồng. Thì các bạn xem clip các bạn cũng thấy rồi đó, làm anh rất là khó. Không phải là muốn nói là yêu thương em mình là dễ, mà mình phải lo cho tất cả những cái thứ mà em mình đang gặp phải. Tại vì em mình còn rất là trẻ. Những người anh cũng vậy, có em gái thì nên trân quý. Thì các bạn gái bây giờ cũng thấy rồi đó, các bạn muốn chọn một bạn trai thì hãy nên chọn cho kỹ nha. Nếu các bạn thích cái nhân vật của Hòa và thích những cái kịch bản, thích những cái bộ phim mà ở kênh Nước Lọc này có mang lại những điều ý nghĩa tốt đẹp cho các bạn, thì các bạn nhớ like, share và subscribe kênh Nước Lọc nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.